người luôn ấy ở sài gòn ấy thân ai biết người đó kể cả có nhìn thấy tôi cũng mặc kệ tao còn việc của tao cuộc sống hối hả à, mày bị giật kệ mày thằng đấy mà ở ngoài bắc thì nó vây nó đánh cho chỉ thôi mất người luôn nên sài gòn là một nơi cực kỳ lý tưởng của những tội phạm hoạt động còn lý do nào đó... đây là nội dung đoạn clip với tựa đề Giật bim bim ở Sài Gòn của tài khoản TikTok tên Nhật Hải Biết Tuốt đã từng gây xôn xao mạng xã hội vào những ngày giữa tháng 3 năm 2024. Tài khoản TikTok Nhật Hải Biết Tuốt có 900.000 lượt theo dõi và 30,5 triệu lượt yêu thích. Đoạn clip với những thông tin mang tính quy chụp về tình hình an ninh trật tự ở thành phố Hồ Chí Minh mang tính phân biệt vùng miền đã khiến dân mạng bức xúc. Đố các bạn biết vì sao ở Sài Gòn là hay bị giật điện thoại, giật dây chuyền, giật túi sách, rồi lại còn giật cả bim bim nữa. Tôi xem cảnh bị giật cả bim bim, tôi chán chả buồn nói. Tôi mình nghĩ là ở trong Sài Gòn ấy, họ nhậu xuyên ngày xuyên đêm, thì chắc là các cụ nhậu đang hết xoài hết ổi, thì tranh thủ đi giật bim bim để về nhậu tiếp. Mình vào Sài Gòn rồi mình biết nhậu ở ngoài Bắc này nhá, ui rồi món ăn cứ phải tràn lan ra này, nhậu nó mới tới được. Còn trong Sài Gòn mẹ chỉ quả cốc quả ổi Rồi gói bim bim nhậu tới đêm luôn. Ở Sài Gòn ấy, thân ai biết người đó, kể cả có nhìn thấy tôi cũng mặc kệ, tao còn việc của tao, cuộc sống hối hả, à, mày bị giật kệ mày, thằng đấy. Mà ở ngoài Bắc thì nó vây nó đánh cho chỉ thật bất người luôn. Nên Sài Gòn là một nơi cực kỳ lý tưởng của những tội phạm hoạt động. Chiều 2 tháng 4, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh phát đi thông cáo báo chí về việc xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Nhật Hải, người đã dùng tài khoản TikTok Nhật Hải biết tốt, cung cấp đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Việc xử phạt hành chính đưa ra sau khi Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang làm rõ thông tin mà TikToker này đăng tải trên mạng xã hội. Thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, sau quá trình xem xét và điều tra kỹ lưỡng, cơ quan chức năng kết luận, ông Nguyễn Nhật Hải đã vi phạm quy định tại điểm A khoảng 1 điều 101 Nghị định 15 năm 2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Do đó, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang ra quyết định áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Nhật Hải với mức phạt là 7,5 triệu đồng. Thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, đây là một cảnh báo cụ thể đối với tất cả cá nhân và tổ chức sử dụng mạng Internet, khuyến khích tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật về phát ngôn và hạn chế việc phổ biến thông tin không chính xác, thiếu trách nhiệm trên mạng xã hội.